được cái gì? Nang thận. Nang thận và u cơ mở mạch máu. U thận thì gồm có u lành và u ác. Trong u lành thường gặp nhất là nang thận và u cơ mở mạch máu. Mà nang thận đó là khoảng 70% là nó không có triệu chứng và nó có tính chất duy trì trong nang thận. Nhớ là nang thận và u cơ mở mạch máu là dạng lành tính, u thận lành tính. Và có cái dạng u thận ác tính gặp ở người lớn thường còn gọi là ung thư tế bào thận hay còn gọi là LCC. Còn ở trẻ em thường gặp ung thư là tỷ lệ chết rất là cao. Trên lâm sàng của nang thận thì bệnh nhân diễn tiến rất là âm thầm. Khi mà bệnh nhân có triệu chứng đau thì bệnh nhân mới bắt đầu đi khám. Nang lớn có thể chèn ép, chỉ tóm lại khi nào chỉ định phẫu thuật. Khi nang nó trên 8 cm, nang trên 8 cm. Khi nang trên 8 cm. Đây. Thấy dòng số 2 không? Thấy thấy không? Trong bài có mà. Vậy bây giờ đang hỏi, ví dụ mấy đứa là một cái bệnh án mà bệnh nhân phẫu thuật cắt nang thận, thì anh sẽ hỏi là theo mấy đứa bệnh nhân này phẫu thuật như vậy là đúng hay sai và tại sao? Chỉ định như vậy đúng hay sai? Ví dụ bệnh nhân chỉ định là 8 cm nhưng mà bây giờ người ta có 4 cm là bác sĩ đem đi mổ cắt nang, thì là đúng hay sai? Nó phải có nguyên nhân chứ. Chỉ định thứ nhất là nang thận trên 8 cm là có chỉ định phẫu thuật. Chỉ định thứ hai, nang thận nó dưới 8 cm nhưng mà nó gây ra những biến chứng. Biến chứng gì? Ví dụ đau mà điều trị cho đau không bớt, gây chèn ép, gây xuất huyết trong nang thì có chỉ định phẫu thuật. Đây. Khi nang khi nó có biến chứng. Biến chứng gì? Nang gây biến chứng gì? Sốt, đau thắt lưng, tiểu máu, tăng huyết áp. Hiểu vấn đề nó không? Thí dụ tôi muốn bóc vô cái bài nang thận mà nó tại sao cái nang này có 5-6 cm mà chỉ định phẫu thuật. Theo em là đúng hay sai? Trả lời. Nó chỉ định phẫu thuật là vì nang trên 8 cm. Nhưng trường hợp này nang 6 cm hay 4 cm nhưng mà nó gây ra biến chứng làm cho bệnh nhân sốt, nhiễm khuẩn và đau những kéo dài. Nang nhỏ hơn 8 cm chỉ định phẫu thuật khi nào khi nó xảy ra những biến chứng chèn nén tăng huyết áp, đau lưng, xuất huyết. Ok được không? Rồi khi nào có chỉ định cắt bỏ nang thì kèm theo cắt bỏ thận. Điều gì bảo tồn thận mà chỉ cắt bỏ nang khi mà nó tăng huyết trên bóp nếp, bóp nếp 1, bóp nếp 2 và bóp nếp có thể là 2S chỉ điều trị cắt cái nang thôi nhưng mà không có cắt cái thận. Còn khi mà bóp nếp ở độ 3-4 cho nên thì tỷ lệ cắt bỏ là nó phải 90 mấy%. Hiểu cái này nó vậy. Bóp nếp khi nào? Bóp nếp 1, bóp nếp 2, bóp nếp 3, bóp nếp 4 trong bài có. Trong bài anh có ghi không? Hả? Còn trên coi căn cứ trên CT, ví dụ bóp nếp 1 là hẳn cái này nó đơn giản, bóp nó trong suốt mà nó không có vô quá. Bóp nếp 2 là nó có nó vô quá thì nhỏ hơn 3. Bóp nếp 4 là gì? Gần như là bắt đầu là nó tăng quan, nó mất trơn luôn nguyên cái mô màng ở trong đó. Là có chỉ định cắt bỏ nang kèm theo cắt bỏ thận. Nhưng mà trước khi cắt bỏ thận là phải làm cái gì? Xạ hình. Để mà chứng minh được là cái thận đó nó không còn chức năng. Hiểu anh nói không? Mấy đứa hiểu không? Mình nhìn trên cái CT mình căn cứ đây là bất tích 3-4 là có chỉ định phẫu thuật. Nhưng mà mình muốn an toàn nữa là mình phải nên làm nên cái xạ hình thận để chi chứng minh được cái chức năng của cái thận có cái nang đó nó không còn chức năng nữa. Lỡ 5-10 năm nữa mình nên thưa mình cái thận của tôi nó còn chức năng rồi sao? Đang cái phần chính ra. Giống như mấy đứa nó ở cái môn này là ung thư nè mà người ta hỏi giải phẫu bệnh đâu, không có giải phẫu bệnh là thua. Mặc dù mình thấy đại thể có khả năng ung thư 99% nhưng không có giải phẫu bệnh là thua. Ok hiểu nó không? Đây là 1, 2, 2S điều trị có thể là gì? Bây giờ hầu như là phẫu thuật nội sâu cắt bỏ nang là 99% trở lên. Cổ hở rất thấp,
pháp gì ở trong phút như vậy phút qua thấy cái kia chọc vô phút chỉnh trong hai cái nay thận là gì mà cứ hướng dưới nước chụp nó lên trên cái thận thì chúng ta chọc phút rồi chọc phút nó xong rồi thời gian nó cũng tái lại cho nên phương pháp điều trị triệt để là gì cắt nàng cắt nguyên cái này luôn. Và một dạng lâm sàng thứ hai nữa là gì? U cơ mở thận máu và một dạng thu thận làm tinh. Ok, trên CT của nó sẽ có hình ảnh rõ, hình ảnh là cái mô mở, mô cơ và mô mạch máu. Trên CT anh sẽ thấy ba cái cấu trúc của nó hoàn toàn khác nhau. CT thì ví dụ cái khối u của nó là hờn, của nó tròn đều thì nó thể hiện được cái là có mô mở, mô cơ và mạch máu trên cái khối u đó luôn. Tập còn gọi hay còn gọi là u a m l a m n u cơ mở mạch máu.
anh là người tin nha. Thì giống như người công an đó, mà bạn anh là người công an mà nhìn nó giống như người tin. Rồi anh bạn anh học y chung, anh là tháng 2001 vô cái tập tổ mình, nó nói với công an cái mình nói tao người diễn, cái nó nói công an, nó công an giống hoài là tao người công an, nó nói tao người diễn, người nào cũng tốt hết. Người công an biết đẹp biết tại gì không? Cặp mắt. Người diễn biết đẹp biết tại gì không? Người Việt này biết là gì không? Lỗ mũi. Người Khmer này cặp mắt không á? Diện tính tam chín cổ điển hay là hội chứng bệnh ung thư, đau, tái máu, trạng thái dương tính. Và hội chứng bệnh ung thư được gặp khoảng 30% thôi. Phương tiện chỉ có là CT và sinh thiết thận. Nếu mà trường hợp nghi ngờ có u nó không rõ mà nó đặt là giữa cái u cơ mở mạch máu và u lành dạng thương thận mà không rõ thì cận lâm sàng người ta sẽ nói là gì? Đề nghị cận lâm sàng khác để hỗ trợ chúng đó. Thì cái đó người ta làm sinh thiết thận. Sinh thiết thận là người ta bấm một mẫu hay hai mẫu của cái u đó. Chỗ thận thận của chỗ bác sĩ Nghĩa triển khai sinh thiết thận. Sinh thiết thận sẽ trả lời được, trẻ con bệnh sẽ trả lời được người làm nhé. Tại sao phải sinh thiết thận nếu mà trường hợp không rõ? Anh đối với đó, bây giờ ví dụ anh là phẫu thuật viên, một bệnh nhân mà có ung thư thận thì anh mổ khác, một bệnh nhân mà u thận đơn thuần là anh mổ khác. Hiểu anh nói không? Ung thư thận nếu mà khẳng định là ung thư là phải cắt bỏ thận, cắt bỏ điều quản, cắt bỏ một phần điều quản cắm vào bàng quang, lấy những cái mô mỡ xung quanh, lấy những cái hạt xung quanh, trước khi vô mổ là phải kẹt ngay cái cuốn mạch thận. Hiểu không? Kẹt ngay cái cuốn động mạch tĩnh mạch thận. Sau đó là phải bắt đầu cắt thận. Còn nếu như mà có u thận lành tính thì không cần phải kẹt cuốn mạch thận, đi vô bắt đầu khoét cái khối u đó, bắt đầu là lấy khối u đó ra là thâu lại thôi. Tại vì nếu mà mình không kẹt cuốn mạch thận thì nó sao, lỡ mà nó ung thư thì cái bạch thư nó sẽ theo mạch máu nó đi vô những cơ quan khác, nó gây di căn. Là vô tình mình nó làm cho bệnh nhân di căn nó nhanh hơn. Hiểu nó không? Đối với ung thư thận là bắt buộc phải cắt bỏ thận, cắt bỏ điều quản, toàn bộ điều quản, cắt bỏ luôn một phần điều quản nó cắm vào bàng quang, phát cái lỗ bàng quang luôn, khâu lại, lấy những cái mô xung quanh thận là gì? Cân xe của ta mở quanh thận, những cái hạt xung quanh lấy hết. Là mẫu ung thận đó, mẫu ung thận phải làm như vậy. Còn nếu như mà bệnh nhân có ung thận lành tính nha, mà mình không biết làm cái ác là một mình có CT mà mình nghi ngờ thì mình sẽ thiết. Nếu như lành tính thì chỉ có làm gì? Kẹp nhẹ cái cuốn mạch, thấy cái khối u đó, rồi xong cắt tạm bán phần khâu lại, rồi mở cái cơ quan nó ra, hoặc là gì, cắt nửa cái thận. Phân giai đoạn là theo giai đoạn, theo gốc xanh hay là theo DNA, cái nào cũng được. Ví dụ theo gốc xanh khi ung thư thận là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Giai đoạn 1 là còn nằm ở tại chỗ, chưa ra khỏi ung thư thận. Giai đoạn 4 là di căn. Giai đoạn 2 là nó trồi ra khỏi cái ung thư thận, nhưng mà nó chưa xâm lấn những cái tĩnh mạch hay động mạch thận với những cơ quan xung quanh. Còn giai đoạn 3 là nó đã xâm lấn những cơ quan xung quanh nhưng nó chưa di căn. Nắm được chưa? Giai đoạn 1 thì nó còn ở một chỗ, giai đoạn 4 thì nó đã đi xa rồi. Còn giai đoạn 2 và giai đoạn 3, giai đoạn 2 thì nó trồi lên trên, nhưng mà nó chưa xâm lấn mạch máu xung quanh. Còn giai đoạn 3 là bắt đầu xâm lấn động mạch tĩnh mạch thành đường huyết rồi. Cách chia này dễ chia mà. Theo tin em cũng vậy nha. Cái này cho đứa bé học nha. Cái giai đoạn cụ thể dễ học không? Dễ.
dễ muốn chết chứ sao không dễ đi thể dục á, để này ra đồng đi thể dục trong tuần hà đi thì hai đồng thụ về cứ nào mà đi thể dục này thì nhiều gặp anh để bộ mỗi tuần mỗi ngày chứ điều trị cắt thận bán phần hoặc là cắt thận toàn thận đã là ung thư thận là phải cắt thận toàn thận thì tại sao có chỉ định cắt thận bán phần? Bán phần khi nào? Một là bệnh nhân có thận độc nhất, hiểu không? Thận độc nhất mà bây giờ người ta có cái ung thư thận nữa mà bây giờ mình đang cắt thận toàn thận nữa là bệnh nhân chết sao? Bắt buộc phải cắt bán phần. Thứ hai là thận bên kia nó kém chức năng, bệnh nhân có hai thận, trái thận bên trái nó có cái ung, nó có ung thư thận, trái thận bên phải u ghê rồi cho nên nó tăng cao xạ thành thận, thấy cái trái thận bên phải là nó kém chức năng, nó giảm, bắt buộc cái trái thận bên trái nó có ung là phải cắt bán phần, hiểu anh nói không? Tại vì nếu mà mình cắt toàn phần trái thận bên trái thì khi trái thận bên phải mình xạ hình mình đã thấy nó giảm chức năng rồi, độ độc nó không còn nữa, khi mà mình cắt bên trái xong rồi nó suy sụp liền, tuyệt đối không cắt toàn phần mà chỉ cắt bán phần. Di căn đứng theo di căn, nhưng mà người ta vẫn đảm bảo được cái cuộc sống của cái thận, hiểu không? Nắm kỹ cái này nha, đã là trong tinh thần là phải cắt thận toàn phần thì chỉ định khi nào cắt bán phần là cái này là cái mấu chốt. Người ta có một cái thận độc nhất mà đem lên cắt toàn phần là cắt bỏ thận thì quản một phần thấm vào bằng quay cắt sạch hết trơn là bệnh nhân chỉ có con đường chết, mà cho dù lúc đó mình cứu bệnh nhân là mình cũng chết. Người ta có một trái là mình đem đè cắt là xã hội nó không chấp nhận, Facebook, TikTok mà nó đưa lên là nó không chấp nhận, là lúc đó là mình ra công việc, mặc dù là mình nói là mình làm đúng quy tắc rồi, thật sự mình đang sai, mình đã làm sai ý định. Cái chỗ này là chỗ cốt chốt, hiểu nói không? Mặc dù mình học lý thuyết là ung thư thận là phải cắt thận tận gốc, nhưng mà người ta có kẹt theo cái nghị định cắt bán phần nha, là thận thận thiết anh chỉ được cắt bán phần thôi, hoặc là anh làm gì hết, anh có thể lựa chọn phương pháp khác, anh có thể là gì can thiệp nội mạch, anh có thể là gì xạ trị, anh có thể là gì vô hóa chất, chứ đâu có kêu anh phải cắt thận toàn phần đâu, hiểu không? Nói cái này cho mấy đứa nghe để làm chi? Để trước khi mà mình muốn quyết định cắt một trái thận của bệnh nhân là mình phải đọc CT cho nó kỹ, coi cái bệnh nhân có đầy đủ hai trái thận không hay là một, hiểu không? Bỏ sót đó nghe, là lúc nào mình phải nhắc nhở mình. Rồi đó anh Hiếu anh nói là cái bài ung thận, bệnh nhân thì có bệnh mà muốn cắt bỏ trái thận thì là phải coi kỹ rồi bệnh nhân có đúng hai trái hay không, và cái trái đầu kia chứ mình có tốt hay không mình phải cắt trái đầu tiên toàn thận, còn cái trái đầu kia thì chứ mình thấy nó giảm thì đó là một là mình không đụng vô, hai là mình có cắt được bán phần và giải thích rất là kỹ, gia đình bao nhiêu người đi nuôi anh em bao nhiêu kéo lên hết giải thích hết cho ghi hồ sơ, những trường hợp này là phải kỹ nha, còn những cái khác thì bình thường. Đây là trường hợp mình cắt bán phần là khác chọn, thấy không? Ok, vì anh hỏi cắt thận bán phần với cắt nguyên trái thận là nào dễ hơn? Đúng rồi, cắt nguyên trái bệnh nhân này bắt đầu chưa cắt nguyên trái anh nói anh không chịu, anh nói anh cắt bán phần là tại sao? Cắt bán phần khó hơn, em cắt lại phải ra vô cúc mạch thận, sau này em cứ tán xung quanh cứ khối u này, em lấy khối u này ra rồi sau đó em mới khâu lại, ăn khâu mà ăn xiết mà nó chặt quá thì là nó tét, mà ăn xiết nó lỏng quá thì nó chảy máu, bán phần thì nó khó chơi hơn, còn toàn phần hay là nguyên cái thận dễ kẹt cái mặt sớm thì bực buộc rồi thôi, hiểu không? Cắt bán phần nó sẽ khó hơn tại vì mình khâu lại mà mình buộc mà nó chặt quá thì nó tét, mà mình buộc nó lỏng quá thì nó chảy máu. Đặt một trường hợp nữa, nếu mà hậu phẫu mà cắt thận bán phần đi hay phẫu sọ san hô, hậu phẫu mà ống nhiễm u ra máu đỏ tươi, huyết động mạch là giảm, truyền máu không đáp ứng thì mới sẽ làm anh đang có cắt bán phần, đưa bệnh nhân lên mổ
phận, hiểu không? Càng thật táo lợi. Nhưng mà bây giờ là người ta có gì can thiệp nội mạch, dạy gì mà phải đi lên cơ mà mổ cắt thận, luồn cái động mạch đùi đi lên tới bao nhiêu nhánh cung cấp cho động mạch đen, cho mạch máu thận, cho cái thận bao nhiêu động mạch, 5 nhánh động mạch đi được mạch thận. Cho nên mình thấy cái nhánh trước hay nhánh sau, cái nhánh giữa hay nhánh trước sau, cái nhánh sau dưới mà mình thấy nó nhánh nào chảy máu thì mình không có ế thôi, mình hết chảy, hiểu không? Thì tâm mạch nè, tuy nhiên mình muốn cắt thận toàn phần là mình phải đánh giá tổng thể bệnh nhân, cắt thận hiệu quả bàng quang. Nếu như mà bệnh nhân đó là 80, 80 mấy tuổi, rồi COPD, rồi suy kiệt, rồi đen lao, rồi phổi, rồi theo tiểu đường nè, cũng rồi huyết áp, rồi đái tháo đường, rồi tùm lum cũng có lọc trong máu, thì cứu gì mà phải đưa lên chi cho cắt thận toàn phần, hiểu không? Điều trị nâng đỡ, điều trị giảm nhẹ, xạ trị hoặc là kết hợp với vô hóa chất. Mình phải đánh giá tổng trạng của bệnh nhân. Bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ mức độ nhẹ, mức độ trung bình hay là mức độ cao. Đánh giá là ISA, ISA mấy, ISA 1, ISA 2, ISA 3, ISA 4, ISA 5, ISA 6. ISA 6 là bệnh nhân là chết não rồi đó. ISA 1 là bệnh nhân là không có bệnh nặng kèm hết. ISA 2 bắt đầu là bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ, nguy cơ mức độ nhẹ thôi, hay sau 3, sau 4 là bệnh nhân có bệnh lý kèm theo, hay sau 5, hay sau 6 hầu như là bệnh nhân là mất đi cái cảm giác, và hơn nữa là bệnh nhân là dường như là chết não. Còn đối với những trường hợp mà khối u di căn mà phẫu thuật cắt bỏ thì chúng ta hiện được tiên lượng xạ trị chỉ được chỉ định khi ở những bệnh nhân di căn không thể cắt bỏ được, và mình đánh giá khi nào mình xạ trị ở những bệnh nhân này yếu tố nguy cơ cao rồi không thể mổ được, bệnh nhân có tiền sử hen mà COPD nè, thiếu máu nè, có lọc trong máu nè, thôi là cái khác cần gì phải đem lên mổ và điều trị. Cái này trong bài có nha, liệu pháp chúng ta phải lo nè, thức chế hình thành mạch. Bây giờ người ta điều trị cái khối u là người ta phong bế, là người ta làm cái can thiệp động mạch đưa lên, người ta bắt đầu là làm chết cái khối u đó luôn. Cho nên đứa nào mà tính đi ngoại thì nên là gì? Anh thấy cái mảng can thiệp động mạch nó đang rất là hot. Anh thấy cái chỗ gì đó đâu? Giờ anh Trần Chí Cường mà anh làm một tháng anh nghĩ cái kim cơ bên 2-3 tỷ tiền của anh. 2-3 tỷ là bình thường. Trời ơi, thầy Sơn mình làm một tháng mà được đi một khóa thì cũng là một khóa thì 3 tháng là cũng vẫn tỷ tỷ rưỡi rồi, 150 đứa phải không? 150 đứa là một lớp chia làm 3 buổi, 150 đứa mà chia làm một buổi tối, anh cho là chia làm 2 buổi đi, ban ngày có không? Anh cho 2 buổi đi, lớp 150 đứa thì cũng còn 12-16 thì 3-7 nữa, anh cho là 2 lớp thôi, mà một đứa là đóng 1 triệu phải không? 1,5 triệu, 1,5 triệu thì 150 đứa là 2-2 mấy, mà chia làm ba, mà 26 3 7 thì thành ra là 6 lớp, mà một lớp là 2,5 trên cơ là 1 tỷ mấy rồi, là 3 tháng 1 tỷ mấy lên trên 1,2 đi. Thì có nghĩa là mỗi tháng 400 mà một mặt anh Sơn đông nữa hay tìm ứ. Anh Sơn 8 tuổi là tiến sĩ, một trong những tiến sĩ trẻ giỏi đại ca của anh, hay cho nó yếu về phấn đấu gán lên. Còn anh Trần Chí Cường thì một tháng nghe của anh Sơn 2-3 tỷ. Mổ là ví dụ như tiền
tháng nó có 70 đi cái gì mà đi. Sau này mấy đứa ra trường, năm sáu đứa ra trường, bốn cậu, bốn sáu mà còn ra trường mấy đứa sẽ lấy dụ luôn 10 triệu mấy đứa cảm thấy nhiều. Cái mấy đứa làm được 5 năm, mấy đứa sẽ lấy được 30, nó không nhiều. Cái đó khi mà mấy đứa làm được 10 năm, mấy đứa là thấy nó 70 là nó cũng không có nhiều. Từ từ mấy đứa làm được khoảng 15 năm, mấy đứa sẽ thấy là khoảng 70 là nó không có gì. Đúng không? Mặc dù một tháng anh có 20 triệu tiền trường trả thôi, nhưng mà đam mê giảng dạy sinh viên cho nó ở lại tiền nó mất đi. Xạo à, nó là xạo xạo xạo, nhưng mà thật sự là nó nói thiệt á, trường trả có nhiêu, có 20 triệu bao nhiêu, nhưng mà cũng được, cũng kêu đọc đen cho bài. Một giảng viên so với một bác sĩ, giảng viên là bác sĩ, giảng viên so với một bác sĩ thì giảng viên nó sẽ dịch đúng không, dịch hơn chứ cái gì nữa, điều kiện nó sẽ khó hơn cái gì nữa, xếp là thái độ chứ lên đừng ở lề trường, mà chỉ có con đường ở lề trường nó mới có gì cải thiện cuộc sống. Mấy đứa nè, anh tạo động lực cho mấy đứa bằng cách gì? Bây giờ đó, mấy đứa là mới đi 4 mà kém mà thì từ đây tới đi 6 là ra trường nó sẽ còn tệ gì mọi khá. Làm được không? Lợi khá. Lợi khá nó không có cơ hội sinh ở đây trường được. Tại vì điều kiện tuyển ở đây trường là phải từ lợi khá giỏi. Còn ra lợi khá giỏi trở lên tại vì đủ điều kiện để thi nội chú. Nếu mà không sinh ở đây trường được liền thì đi thi nội chú. Mà đậu nội chú còn một cái một là tương lai nó mở. Thí dụ đậu nội chú ở trên đại học thi được thành phố Hồ Chí Minh là mấy đứa là đẳng rồi. Thành phố số má, thành phố số má là còn nội chú ở thành phố Hồ Chí Minh nghe. Là ra trường là chắc chắn 90-95% là tất cả những bệnh viện nó sẽ được nhà hết. Chợ đẩy nè, bệnh viện sản Hùng Vương nè, bệnh viện nhân dân gia đình nè, bệnh viện bình dân nè, bệnh viện mắt điện phủ nè, những bệnh viện lớn nó sẽ giữ lại và cái cơ hội phát triển nghề nghiệp nó rất là cao. Con đường nữa là phải uống ra trường là gì? Bộ môn giữ lại. Bộ môn giữ lại. Trời ơi, là coi như là nó dữ dằn luôn á. Tuần trưa đi học nước ngoài, còn ở đại học đi dự Cần Thơ, đậu rồi chú qua đại học đi dự Cần Thơ, khả năng về bộ môn rất cao. Mày về bộ môn rồi cái là tuần trưa đi học tiến sĩ liền luôn. Bây giờ là chỗ nhà trường đang khuyến khích để cho đi học tiến sĩ. Về đi học tiến sĩ thì như mấy đứa là chơi chu nè, còn nhỏ nữa không có dính phận gia đình, không có vợ con. Như anh bây giờ đi ra qua nước ngoài đi học nó đi đâu có nổi đâu. 40 mấy rồi chỉ có học tiến sĩ trong nước thôi. Mà mấy đứa đi học tiến sĩ ở nước ngoài á là cái chuyện khoảng 3 năm rồi. Nó học cái về này thì họ học 3 năm về là trời ơi lúc đó là quy hoàng. Người ta kiếm người ta đẻ con, người ta kiếm người ta đẻ chồng cho. Một tương lai rộng mở. Rồi xong rồi ở lại bộ môn á. Ở lại bộ môn là ở những bệnh viện lớn, còn nếu không có đại bộ môn được thì những bệnh viện lớn người ta sẽ chuyển tại bệnh viện đa khoa trung ương nè, đa khoa thành phố nè, đại học y dược nè,
10 năm sau là trời tay này nó lên 10 dục. Lúc đó là tùy kiếm một tháng mà không dưới 200. Nghe không? Cho nên là phải phấn đấu. Được chưa? Mấy đứa nhắn là khá được không? Hỏi không? Sao thấy ghê vậy? Nhắn là khá hỏi không? Hay là khi nói xong cái về cái nó không? Về quê. Nghe đi, nhiều khi á nha, anh nói trái đất thì tròn á, bây giờ đang dạy mấy đứa, biết đâu 2 năm nữa mấy đứa ra trường, mấy đứa thi vào ngoài cứu cho nào ví dụ thành phố Hồ Chí Minh, rồi 5 năm sau mấy đứa làm cái trận thì anh lên trận là học thêm những món bài á, thì mấy đứa dạy người cười ra, thì có đó nha, như mấy anh cao 38, cao 40, đây nè, đậu rồi chú xong rồi ca 34, 35 rồi đó là mình dạy cho nó rồi thì nó ra trường nó đậu rồi chú ở trên bình dân rồi bắt đầu lên trả mình học thì nó dạy mình cho mình thì bình thường thôi, cho nên đừng nên gây hậu quả, đừng nên là cho nó điểm thấp, cho nó điểm thấp nữa nó ra nó đậu rồi chú rồi nó học nó trở thì mình lên mình học nó téo thành dạy. Quan điểm của anh là gì đó, quan điểm của anh là thôi tạo điều kiện cho nó trước đi, cho nó tạo điều kiện trước đi.